Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Nhân dịp sinh nhật nam diễn viên Quốc Cường, Tăng Thanh Hà đặc biệt đăng ảnh chúc mừng trên trang cá nhân, đồng thời thân mật gọi anh là chị kỷ. Trên trang cá nhân, Hà Tăng đã đặc biệt gửi lời chúc mừng sinh nhật đến anh bạn thân Quốc Cường với lời nhắn: "Happy birthday chị kỷ của muội." Khá nhiều fan hâm mộ thích thú khi ngọc nữ màn ảnh Việt gọi Quốc Cường là chị kỷ. Tăng Thanh Hà và diễn viên Quốc Cường là bạn bè thân thiết với nhau hơn 15 năm nay. Cả hai chơi cùng nhóm với hội bạn bao gồm Thân Thúy Hà, Tăng Thanh Hà, Quốc Cường, Bùi Việt Hà và Thùy Trang. Tăng Thanh Hà chúc mừng sinh nhật Quốc Cường. Cách đây không lâu, Tăng Thanh Hà cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Lương Mạnh Hải. Cô nàng đã gọi nam diễn viên là thanh xuân của em, khiến fan bồi hồi nhớ lại bộ phim Bông Dưng Muốn Khóc mà cả hai từng đóng cặp trong quá khứ. Một người là Chi Kỷ, một người là Thanh Xuân, hẳn Hà Tăng là ngọc nữ có nhiều anh trai mưa bậc nhất showbiz Việt rồi. Cô nàng từng gọi Lương Mạnh Hải là Thanh Xuân. Mặc dù đã lui về hậu trường để kinh doanh và chăm lo cho gia đình, nhưng Tăng Thanh Hà vẫn giữ mối liên hệ thân mật với nhiều bạn bè là diễn viên trong showbiz. Cô nàng cũng là người chủ động gắn kết những thành viên trong hội bạn khi thường xuyên tổ chức tiệc tùng, họp mặt. Sau bao năm, Tăng Thanh Hà vẫn chỉ là cô em gái bé nhỏ của cả Quốc Cường và Lương Mạnh Hải mà thôi. Tăng Thanh Hà mãi là cô em bé nhỏ của các anh. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.